Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 4 tháng 2 năm 2020 anh em, mình có lời dừng kiển của anh Vũ. Anh Vũ xin ra mắt ghi hình với anh em là vài phôi mai vàng và một phôi tứ quý. Để mình hỏi cặn kẽ anh Vũ hôm nay chương trình sao ha, rồi báo giá cụ thể cho anh em, báo thông số từng cây. Rồi, để nói đầu tiên là chào tất cả anh em trên YouTube nha. Hôm nay là bữa mùng 4 4 tây, mình chương trình thì có lên là một phôi tứ quý bự và 6 phôi mai vàng. Rồi, nhắc lại số điện thoại cái đinh gọi. 0907. Ok. 914 218. Rồi số điện thoại anh Vũ có bổ sung góc trái màn hình thì chuyển màu xanh cho em dễ quan sát nha anh em. Anh em có thích cái nào cứ liên hệ trực tiếp với anh Vũ nha. Rồi bắt đầu làm cái số 1 là cái phôi tứ quý. Xác là bự nha anh em. Phôi tứ quý khá bự ha. Rồi quay đi. Có cần bài lắc rất đẹp nha anh em. À, cái này anh em nuôi đường dài tương lai nha. Phôi số 1 là tứ quý anh em. Mấy cây này bây giờ là cái hàng tứ quý là anh em về ghép rồi, bây giờ nó đang hot thị trường lắm nha. Về ghép Đại Lộc hay là Giảo Thủ Đức hay cành vàng lá ngọc gì đó. Tại vì cái tứ quý cái đường bo mình ghép là chắc ăn 100% nó chuẩn. Nhưng nó mạnh lắm. Mạnh lắm nha anh em. Anh em ghép là đậu ha, 90% tới 95% là đậu ha. Cây này là có thế sẵn nè, đây anh em nè, ghép đây nè, cũng dán lùa nhẹ đây nè. Quýnh tầng rớt ra nhìn nó bắt đầu là quýnh cây bay nhẹ luôn. Nó dùng okay. Thế cây kiển nha. Ok. Quá đẹp. Khá bự hả anh Vũ? Tôi quý mà hàng mà cỡ gần cỡ 50 cái này là giờ hàng này cũng hơi khan hiếm rồi nha. Đi kiếm hơi săn thì săn hơi khó nha. Thì nó lên nó lâu lớn hơn mai vàng mình nhiều lắm. Nói chung là để bốn mặt đủ chơi. Rồi cho anh em thông số anh Gụ ơi. Huỳnh Thăng là 46. Chiều cao 102. Chiều cao 102. Cần bay là 59. Cần bay dài 59. Rồi cây mã số 1 tứ quý này giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 1 tứ quý này giá có 4 là giá nó là 4,9 triệu. Cây mã số 1 tứ quý giá nó là 4,9 triệu. Hỗ trợ anh em phía ship mọi miền Tổ quốc nha anh em. Khá bự. Khá đẹp nha anh em. Cây này về bo là chơi, vô bo là thành phẩm rồi. Ok. Hàng tứ quý mà mặt hàng ngày 50 này cũng giờ cũng hiếm lắm nha anh em, đã hot đi, nha. Đi săn hơi chua nha anh em, tại nó lâu lớn lắm. Như hồi xưa quan niệm ít trồng tứ quý nên giờ nó khan hiếm nha. Cây này anh em nuôi thành phẩm là cây này là có thể chưa bạch tục được nha anh em. Đó. Rồi, đổi phôi. Rồi, đổi phôi cái rồi. Số 2 lên. Số 2 cây cũ rất đẹp nha anh em. Bonsai nha. Nó cũ đặc anh em không? Đế nó xuống không rồi nghe không? Đó, anh này về anh em còn làm đế cho được nữa hả anh Vũ? Làm đế chứ nữa, tại đế nó làm xuống cũ không? Nhưng mặt này thì nó cũng có đế gì được chơi, nó còn lót ở trong đây nó không đủ chơi rồi. Rồi, cho anh em thông số anh gọi. Anh ngon lẹ, thăng còn cũ luôn ha. Thăng 29. Thôi thăng là 29 nha anh em. Cũ. Cũ đặt 54. Cũ đặt 54. Cao 50. Cao 50. Rồi cây mã số 2 này giá sao anh gọi ơi? Cây mã số 2 này giá 1,1 triệu. Cây mã số 2 giá 1,1 triệu nha anh em. 1,1 triệu anh Vũ hỗ trợ anh em ship mọi miền Tổ quốc ha. Khá đẹp nha anh em. Cũ. Đặt ha. Rồi, đã gõ anh Vũ ơi. Số 3 để quái thú nha nè. Khá đẹp ha. Số 3 này là anh em lên sưu tập bonsai nha. Để lên chậu là nó phun mặt đế lên nha. Đế này còn làm xuống được nữa luôn đó nha. Ok. Đế đang xuống rồi, anh cắm xuống rồi ha. Anh em thấy quan sát là đế toàn bộ là cắm xuống hết nè. Anh em về giật bầu làm xuống nữa được nữa anh em. Có cái đuôi quê quái luôn nè. Cái này nè anh em là muốn chơi á thì xử này luôn cho gom cũ được, còn thôi để mình chơi được, tại trong đây nó có lót nguyên một mình để thì có nó cho nó có cái độ quái. Tùy ý anh em nha, xử cũng vẫn được mà để cũng vẫn được nha anh em. Tại vì nó có cái độ cũ, cái đuôi đẹp quá đẹp phải không? Nó có đuôi dặn luôn luôn. Rồi, mình cho anh em thông số anh Gụ ơi.
24 bình thân. Bình thân là 24 nha anh em. Cũ. Cũ 64. Cũ 64. Cao 43. Cao 43. Rồi cây mã số 3 này giá sao anh Gột ơi? Cây mã số 3 này có giá là 1,2 triệu. Cây mã số 3 giá 1,2 triệu nha anh em. 1,2 triệu Vũ vẫn hỗ trợ anh em với sếp mọi mình đó quá ha. Đó, quá dễ chơi cho một đam mê nha anh em. Rồi đã gõ nè Vũ ơi. Đây, phôi số 4 là xù chải nha anh em. Xù chính hiệu nha. Xù chải chính hiệu ha. Không, nước xù nữa nè, anh em thấy không? Cộng 1, 2 nè, nó xù nó trơn nha. Đây là đúng là xù chải này thấy không? Đúng là xù chải chính hiệu, áo lên một lớp dày luôn. Xù hết rồi nha, gọi cho anh em coi góc này đó. Đó, thấy không? Xù hết luôn nè. Đó, không mà xù lên cây này là còn bên này, nó lên đốm dài dài nè. Cây này là anh em nuôi là chồng mình nè. Ok. Cây này xù nuôi là chồng mình với cái khóm mà có đế luôn chứ không phải khắc đế này, nó đế bệ luôn đó nè. Xù thường bóp hậu khắc đế, xù này đế quýp việp việp luôn nha anh em. Đúng là xù chính hiệu nha anh em. Đó. Anh em thấy rõ ràng không? Nó xù nó lên mà cái nước xù nó lên cộng hơn ngón tay bự mình nữa không? Đó. Đó. Anh em mà sao thấy không? Cái đế thì cái gốc xù hết gốc rồi nè nha đó. Okay. Cây này để còn chống nhẹ bên lớp lưng này là cái là tròn cây. Từ từ áo lên hết luôn nha anh em. Rồi. Chải màu lắm. Cho anh em cái thông số anh gọi. Cút ốm rồi đi. Nhỏ nhất đi. 23 bình thân. Bình thân là 23. Cao 46. Cao 46. Rồi cây mã số 4 xù chải này giá sao anh Gột ơi? Cây mã số 4 xù chải này giá 1,3 triệu. Cây mã số 4 xù chải giá 1,3 triệu nha anh em. 1,3 triệu anh Vũ hỗ trợ anh em với ship luôn ha. Quá dễ chơi cho một đam mê nha anh em. Rồi, đã gõ anh Vũ ơi. Số 5. Đế đẹp nha nè. Dán siêu đế đẹp ha. Đó. Nhưng mà cây này là cái nó cũng có xù nè anh em thấy không? Đó, xù nách nè, này kêu bằng xù nách đó nha anh em. Xù nách lên cục cục hết trơn này thấy không? Đó. Đó. Ở đây nó quấn xù thôi thấy không? Cái đường xù nó nổi lên cọp hết trơn này thấy không? Ok, vô. Hết trơn nè. Cây này có cái bãi cũ nó bự lắm nha anh em. Không, bãi cũ nó bự không bằng tay nè thấy không? Ok. Ở trong đây thì nó có cái đế này cũng quái, mình muốn chơi thì để, không chơi thì cắt chẳng được. Ở trong đây nó lót vậy cũng bịt hết trơn này thấy không? Ok nha. Này nó có cái bể trong đây luôn. Cây này thì dạ cái lên nu nặng hết rồi. Cây này mình chơi dán siêu nha anh em. Dán siêu ha. Rồi, cho anh em cái thông số của anh Gột ơi. Bình thân là 31 nha anh em. Cao 104. Cao 104, rồi cây mã số 6 này giá sao anh Gột ơi? Số 5 này giá sao anh Gột ơi? Cây mã số 5 này là giá 1,6 triệu. Cây mã số 5 với 1,6 triệu nha anh em. Hỗ trợ anh em với sếp mọi miền tối ha. 1,6 triệu. Cây mã số 5. Thì nói chung cây mã số 5 này mà giá 1,6 triệu là dễ chơi lắm nghe anh em. Quá dễ chơi cho một đam mê. Tại mình báo giá chuẩn cho anh em giá công khai. Rồi, bầu rất nặng nha anh em. Rồi. Cây này thì ship không cũng mệt nữa. Rồi. Đây, số 6 này là đế quái thú nha anh em. Thằng lắc lông dán luôn ha. Cây này là đế rồng và thân rồng luôn nghe anh em. Đó. Đó, anh em thấy không? Đẹp, cực kỳ đẹp cái đế này. Nó như con rồng nằm nó lượn lên lượn xuống ha, ghê không? Rồi, quay đi anh. Có 2 giờ trước 2 giờ sau luôn thấy không? Để tải gì quay lên. Ừ. Đó. Đây là thấy rõ này không? Đó. Đây nó ngắt xuống đây nó đưa lên ngóc lên. Thằng lắc lượn luôn nha anh em, lồng dáng luôn ha. Cho nên anh em về trên nuôi mà cái đế này nó bự ra là đẹp tiền, có tiền. Có tiền ha. Nó lồng này nó có giò 2 giờ trước 2 giờ sau, nó không có đuôi nữa. Thì anh em mình trồng chậu là phô quy diễn rồi mình thối mất chậu luôn nha anh em. Nhưng mà con rồng thấy rõ ràng không? Rồi. Rồi, vô ơi cho anh em thông số anh rồi. Này kêu là thăng rồng đế rồng luôn nè. Thăng rồng đế rồng luôn ha. 27 bình thân. Bình thân là 27. Chiều dài mình thú là 27. Chiều dài mình thú là 27.
chiều cao 115. Cao 115 rồi, cây mã số 6 này giá sao anh ruột ơi? Cây mã số 6 này giá 1 triệu 8. Cây mã số 6 với 1 triệu 8 nha anh em, ghi số 6 vô. Cây mã số 6 với 1 triệu 8 nha anh em, hỗ trợ anh em với ship mọi miền tổ quốc ha. Quá đẹp, bộ đế này giờ là quá đẹp, cái này mà chơi bonsai cũng đẹp luôn đó nè. Đó, anh em về xe sát phạt 8 bonsai vẫn ok nha. Đưa nguyên con rồng lên nằm trên chậu luôn. Còn cái dáng này thì dáng lâm này quá đẹp, bây giờ bỏ không tiếc. Bỏ không đành. Bỏ không đành, anh em nào muốn chơi gan thì chơi vậy đó. Đó, ok. Ở đây nó có giọng phía xe nè, anh em thấy không? Đó. Điểm hết gọng phía xe là bực hả anh em? Rồi, ok, đã gõ anh rồi. Số 7 khá bự nha anh em. Đó. Cây sống khỏe ha. Nở hậu nha anh em. Cây này tính để đưa bo vô ghép chơi. Thôi giờ chia lại cho anh em nào muốn sử dụng thì chơi. Cây này nó sống khỏe ngay đó. Ok. Đang phật hết trên cây đang khỏe. Đang có lọc luôn nha anh em. Đang ra lọc ha. Luôn à. Giờ là chơi luôn. Vô góc cạnh hết trơn thì nó để anh em nó thằng mình vô với bo này cho sau này mình bẻ lại thiên nhiên cho nó đều tàn lại. Ok nhũ. Chơi cho nó đẹp. Cây này là quấn tập không được anh em, cút bự nha. Rồi, rồi. Thông số nha. Thông số lên gồ ai. Chúng đấy gì cũng vừa chơi rồi. Hoàng thăng là 40, khá bự nha anh em. Cao 113. Rồi, cây mã số 7 này giá sao anh gột ơi? Cây mã số 7 này giá 1 triệu 9. Cây mã số 7 với 1 triệu 9. Hỗ trợ anh em với ship mọi miền tổ quốc nha anh em. Quá dễ chơi cho một đam mê nha. 40 hoành, khá bự, khá lâu đời mà chỉ giá với 1 triệu 9 nha anh em. Cái này là 1 triệu 9 là giao lưu anh em nào ưng ý thì chơi thôi, tôi để tôi chơi luôn. Đó. Quá bự, cây này nuôi dây cáo dần lông ra mà cuốn cây tầm không nhẹ mình chơi rồi. Okay. 40 vàng. Cây mà tầm giá 40 bây giờ giá có 1 triệu ngoài anh em cũng biết giá làm sao rồi ha. Rồi. Rồi, cây số 7 là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em có hết cái nào cứ liên hệ trực tiếp với Vũ là số 0907914218 gặp trực tiếp Vũ ha. Thỏa thuận nha anh em. Rồi anh em có quý hiệp chưa, bấm mình cái đăng ký kênh nha để có động lực đi ghi hình phục vụ cho anh em và săn cây phục vụ cho anh em. Thằng ấy chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.